Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thời tiết các địa phương trong tỉnh đêm 11 ngày 12 tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 2 Tết, các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu chậm, nên hình thái thời tiết cơ bản nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, vùng núi cao trời rét đậm, rét hại. Dự báo đêm nay và ngày mai, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đêm về sáng trời rét. Nhiệt độ trong khoảng từ 15 cho đến 25 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Thời tiết trong những ngày Tết khá đẹp để mọi người đi chơi xuân. Tuy nhiên, trời vẫn còn rét nhưng không sâu, vì vậy người dân vẫn phải phòng tránh rét cho cơ thể và người thân, nhất là khi có các chuyến du xuân tới những nơi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn như là Sapa hay Y Tý. Bà con nông dân cần chủ động chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi trong điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi như hiện nay, để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, gió bắc cấp 2, trời rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, đêm về sáng nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, đêm về sáng trời rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ C, độ ẩm trung bình trên 90%.